Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Phục Truyền Luật Lễ Ký, chương 1. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đanh tại đồng vắng, trong đồng bằng đối ngang Sufer, giữa khoảng Pha-rang và Tô-phên, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-hát. Từ Hô-rép tới Ca-đê Ba-nea bởi đường núi Sê-i-rơ đi 11 ngày đường. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn, và Ác, vua Ba-sang ở tại Ách-ta-rốt và Ê-rê-i. Tại bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Mô-áp, Môi-se khởi giảng giải luật pháp này mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rép mà rằng: các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá. Hãy vòng lại và đi đến núi dân A-mô-rít, cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ thấp, đến miền nam, lên mé biển, vào xứ dân Canaan và Li-ban, cho đến sông lớn là sông Ê-pha-rát. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Abraham, Isaac, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng: một mình ta không sức đủ cai trị các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi. Kìa, ngày nay các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Các ngươi có đáp rằng: việc người toan làm thật tốt thay. Bây giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai 1000 người, hoặc cai 100 người, hoặc cai 50 người, hoặc cai 10 người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi. Trong lúc đó, ta ra lệnh cho những quan xét các ngươi rằng: hãy nghe anh em các ngươi và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình, hay là với khách ngoại bang ở cùng người. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai. Hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta, thì ta sẽ nghe cho. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm. Đoạn bỏ Hô-rép, chúng ta trải ngang qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân A-mô-rít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Ca-đê Ba-nea. Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng: các ngươi đã đến núi của dân A-mô-rít mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi. Hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi. Chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám sứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta. Ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. 12 người đó ra đi lên núi, đi đến khe Hết-bôn và do thám sứ. Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, lầm bầm trong trại mình mà rằng: ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên khiến chúng ta ra xứ Ai-cập, đặng phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt đi. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta, ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ai-cập và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường, để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng: chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng: ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. Giô-suê con trai Nun là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dại dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: hãy nói cùng dân sự, chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ người A-mô-rít ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Sê-i-rơ cho đến Họt Ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đê lâu ngày, nhiều ngày biết giường bao. Chương 2. Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng: các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự: các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ, và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, ngươi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng, cùng Ê-lát và Ê-siôn-ghe-be. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước dân Emim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình dình dàng như dân A-na-kim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân dình dàng như dân A-na-kim, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Emim. Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-rơ, song con cháu Ê-sau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Seres. Vậy chúng ta có đi ngang khe Seres. Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đê tới lúc đi ngang qua khe Seres, cộng là 38 năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rê-pha-im. Xưa kia dân Rê-pha-im ở đó, dân Am-môn gọi là Sam-su-mim. Ấy là một dân lớn, đông, hình dình dàng như dân A-na-kim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rê-pha-im trước mặt dân Am-môn. Dân Am-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy, Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau. Họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân A-vim ở trong những làng cho đến Ga-sa, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ và ở thế vào cho. Hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Ạc-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn là người A-mô-rít cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đổi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn vua Hết-bôn, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua. Tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn, sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy, cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đanh, đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Si-hôn vua Hết-bôn không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tính người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. Vậy Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia-hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vá diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. Từ A-rô-e ở trên mé khe Ạc-nôn và cái thành ở trong trũng cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chỉ ngươi không có lại gần xứ của con cháu Am-môn ở dọc khắp mé khe Gia Bốc, hoặc các thành trên núi, hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Thi Thiên 57. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử, tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, linh hồn tôi sờn ngã. Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, xong lại bị sa xuống đó. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức. Hỡi cầm sắc, hãy tỉnh thức. Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa cao đến các tầng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chương 36. Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Israel, Giu-đa và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a cho đến ngày nay. Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó. Có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó. Giê-rê-mi gọi Ba-rúc, con trai Nê-ri-a đến. Ba-rúc nhờ miệng Giê-rê-mi đọc cho, thì chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va phán cho người vào cuốn sách. Đoạn, Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng: Ta bị giam cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va. Nên, đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào nhà Đức Giê-hô-va, khá đọc cho dân sự nghe lời Đức Giê-hô-va trong sách mà ngươi đã cứ miệng ta chép ra. Ngươi cũng khá đọc cho cả dân Giu-đa đến từ các thành mình đều nghe nữa. Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va và xây lại khỏi đường ác mình, vì cơn giận và thạnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã rao nghịch cùng dân này là lớn lắm. Ba-rúc, con trai Nê-ri-a, theo mọi sự tiên tri Giê-rê-mi đã dạy, đọc lời Đức Giê-hô-va trong sách tại nhà Đức Giê-hô-va. Xảy ra tháng 9, năm thứ 5, về đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa. Hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem và cả dân sự từ các thành Giu-đa đến Giê-ru-sa-lem rao sự kiêng ăn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ba-rúc bèn đọc cho cả dân sự nghe mọi lời của Giê-rê-mi trong sách tại nhà Đức Giê-hô-va, trong phòng Ghê-ma-ri-a, con trai Sa-phan làm thư ký, nơi hành lang trên, lối vào cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Khi Mi-chê, con trai Ghê-ma-ri-a, cháu Sa-phan đã nghe đọc mọi lời của Đức Giê-hô-va trong sách, bèn xuống cung vua, trong phòng thư ký. Và này, hết thảy các quan trưởng đều ngồi đó, tức Elishama thư ký, Delaya, con trai Shemaya, Enathan, con trai Ạc-bồ, Ghê-ma-ri-a, con trai Sa-phan, Sê-đê-kia, con trai Hanania và hết thảy các quan trưởng. Mi-chê thuật cho họ mọi lời mình đã nghe khi Ba-rúc đọc sách vào tai dân sự. Cho nên, các quan trưởng bèn sai Giê-hu-đi, con trai Nethania, cháu Sê-lê-mia, chắc Cu-si, đến cùng Ba-rúc mà rằng: Hãy cầm trong tay cuốn sách mà ngươi đã đọc cho dân sự nghe và đến đây. Ba-rúc, con trai Nê-ri-a, cầm cuốn sách trong tay mình và đến cùng họ. Họ bảo người rằng, hãy ngồi và đọc đi cho chúng ta nghe. Ba-rúc đọc sách cho họ. Nhưng khi họ nghe hết mọi lời thì sợ mà ngó nhau và nói cùng Ba-rúc rằng, chúng ta chắc sẽ đem mọi lời đó tâu cùng vua. Đoạn, họ gạn hỏi Ba-rúc rằng, hãy cho chúng ta biết thể nào ngươi đã chép mọi lời này bởi miệng ngươi. Ba-rúc đáp rằng, ngươi lấy miệng thuật cho tôi những lời này và tôi dùng mực chép vào cuốn sách. Các quan trưởng bèn nói cùng Ba-rúc rằng, đi, ngươi với Giê-rê-mi hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu. Rồi các quan trưởng cất cuốn sách trong phòng thư ký Elisama, vào đến cùng vua trong hành lang và thuật hết mọi lời cho vua nghe. Vua sai Giê-hu-đi lấy cuốn sách. Giê-hu-đi lấy cuốn sách trong phòng thư ký Elisama và đem đọc cho vua và hết thảy các quan trưởng đứng chầu bên vua đều nghe. Bấy giờ là tháng 9, vua đang ngồi trong cung mùa đông, có lò than đỏ trước mặt vua. Xảy ra, Giê-hu-đi vừa đọc được 3-4 hàng trong sách. Vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò. Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, không sợ gì cả, không xé áo mình. Vả lại, Enathan, Delaya và Ghê-ma-ri-a có cầu xin vua đừng đốt cuốn sách, mà vua chẳng khứng nghe. Vua truyền cho Giê-rác-mê-en, con trai Hamelech, cho Seraya, con trai Adrien, và cho Selemia, con trai Abdeen, đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng Đức Giê-hô-va giấu hai người. Sau khi vua đốt cuốn sách, có những lời mà Ba-rúc đã cứ miệng Giê-rê-mi chép ra. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: hãy lấy một cuốn khác và chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt đi. Còn về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa thì ngươi khá nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi đã đốt cuốn này và nói rằng, sao ngươi có chép rằng vua Babylon chắc sẽ đến phá đất này và diệt loài người và loài vật? Vì cớ đó, này là lời Đức Giê-hô-va phán về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa: chẳng có ai thuộc về nó sẽ ngồi trên ngai David, thay nó sẽ bị giang nắng ban ngày và giang sương muối ban đêm. Ta sẽ phạt nó, phạt con cháu và bầy tôi nó vì gian ác chúng nó. Ta sẽ giáng trên chúng nó, trên dân cư Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, mọi tai nạn ta đã rao cho chúng nó mà chúng nó không nghe. Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-a. Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.